mời đội đi chết. Đội mình chưa cần nẹt lửa mà bên kia còn có hai con chuồn chờ hùn tơi. Mà cái quan trọng là con chuồn chuồn đầu đàn vẫn còn nha. Cũng là 4 đáp án đưa ra với 2 đáp án chính xác. Xin mời. Bồ câu, cú mèo, con dơi, mèo. Mời các bạn xem câu hỏi. Top 3 loài vật có thính giác nhạy nhất thế giới. Bắt đầu. Thính giác nha. Thính giác là con mèo. Thính giác là tay. Tay. Tay nghe. Cú mèo con, với lại con dơi. Bảy con dơi là bảy rồi. Cái nào chắc chắn nhất thì đưa đội trưởng qua. Nhanh lên. Còn 10 giây. Con dơi. Bảy. Con dơi. Đứng yên vậy chứ. Hết giờ. Sao tự nhiên tràn qua đây đứng thích ra ba người gái bên đây rồi để ông kia đứng bơ dơ một mình vậy? Ba tụi em tự tin luôn. Tự tin luôn hả? Tự tin không sao. Tại sao tự tin? Thì tại con cú mèo anh biết rồi đó. Nó đi đêm thì... Tức là em tin vào thứ cú mèo đúng không? Dạ. Thế còn con dơi? Con dơi cũng vậy đó. Bây giờ em mới biết là cái cảm giác đứng một mình nó thế nào rồi đó anh. Nên là em thấy em chọn cái nào đúng á là cái đó chắc chắn là sai. Nên là em thấy cái này em nghi ngờ là nói chung là nó không đúng với em. Cái em chọn đại vô đây thôi. À, tức là giống như mình sẽ chọn ngược lại dạ, với đúng. Cái mà mình suy nghĩ đúng không? Dạ. Anh sẽ công bố đáp án con dơi trước của em nè. Con dơi cũng đúng mà. Con dơi đúng hay sai? Con dơi. Dơi nó hay đi săn mồi ban đêm. Cả mọi cái nó đều nghe bằng cái lỗ tai. Và nó nhạy cực kỳ. Còn bồ câu, cú mèo, con mèo. Tự tin lên coi em, mặt tự tin. Anh sẽ công bố đáp án bồ câu. Đây là đáp án sai. Trong 4 con đang có mặt ở đây thì con này thính giác kém nhất. Còn lại con cú mèo với con mèo đều có cái chữ mèo. Mời đáp án. Chúc mừng các bạn, cả hai sự lựa chọn của các bạn đều chính xác, mang về 8 triệu đồng. Và nhà mình bên đây sơn tụ đông vui quá. Trời chuyển mưa rồi. Dạ thưa anh Lâm, đó là cái vụ điệu chọc quê đó anh Lâm. Không có gì mà phải quê hết. Tại sao bên kia toàn tiếng Việt không vậy, còn tụi bên đây toàn tiếng Anh? Ai biểu anh sợ tiếng Anh quá nhiều chi? Trời đất ơi. Nếu như mà bây giờ đội anh bước lên, em sẽ yêu cầu chương trình kiếm một cái câu thuần Việt cho anh nha. Đó. Mời hai anh em bước lên. Chù chù. Ơi, anh biết cảm giác gì không? Em cảm giác là... Yên tâm đi, hai đứa mình sẽ làm nên lịch sử. Nếu câu hỏi này là tiếng Việt, anh để em, còn tiếng Anh tới anh tiếp tục. Chà, dữ à. Đó, ừ. Chưa. Vậy đó à. Rồi, mời hai anh em nhìn xem những chiếc két sắt này có điều gì xảy ra. Còn 3 cái. Dạ, em cúp hết 1 cái nữa, còn 3. Là có 3 đáp án của chương trình. Trong đó chỉ có 1 đáp án đúng. Thôi vậy đi, anh với em. Anh không. Mình chia nhau đi. Trời ơi. Một là anh hồi sinh, hai là em hồi sinh. Dạ. Anh ơi anh làm nhà hàng, anh có cái món bánh tráng nướng không anh? Có chứ, có bánh tráng trộn. Dạ hả, hèn chi anh lật mặt lẹ quá luôn đó. Đây, mời hai anh em xem đáp án. Cà Mau, đó, thuần Việt rồi đó anh. Ờ, thuần Việt luôn nè anh. Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, mời câu hỏi. Thành phố nào có diện tích tự nhiên lớn nhất Việt Nam? Địa lý anh không biết đâu nha. Không đẹp. Trời ơi, tỉnh nào là... Một là thành phố Hồ Chí Minh, hai là Hà Nội. Thành phố nào có diện tích tự nhiên lớn nhất Việt Nam? Chỉ có Hà Nội với thành phố Hồ Chí Minh là cái diện tích lớn nhất. Bậy, diện tích tự nhiên mà chứ không phải diện tích kia. Em nói sai rồi, bây giờ em qua Hà Nội đi. Anh vô Cà Mau. Ôi. Bây giờ nhanh lên, hết giờ rồi. Em Cà Mau đi. Vô Hà Nội, vô Hà Nội thôi ra. Chia ra. Chia ra. Chia ra chứ tại sao em theo anh hoài vậy? Anh ơi, chuồn chuồn không có thể đi đơn lẻ được anh. Anh đã nói với em, một là Cà Mau, hai là... Dạ, anh có tin em không?
Em đảm bảo là một là Hồ Chí Minh, hai là Hà Nội. Ở Cà Mau nó có rồi như rất của Cà Mau biển mà sao đất được. Cà Mau biển mà ta. Dạ chỉ có Thành phố Hồ Chí Minh với Hà Nội thôi, thì em đang phân vân một tí xíu thì thôi. Anh Long ơi, bây giờ vậy dầu sao thì hai anh em cũng đã đứng vô một chỗ rồi. Rồi. Phó anh... mặc cho chiếc thuyền số phận thôi. Anh rất tiếc là câu hỏi này không phải là câu hỏi tiếng Anh. Anh thử ra thôi. Tất cả là anh trông cậy vào em. Rồi, cái đáp án mà anh tính chạy vô đó nha. Cà Mau hả? Dạ, thì để coi có đúng hay sai. Xin mời đáp án. Cà Mau, xanh đi, xanh đi. Xanh là khóc xanh. Luôn. Đó là đáp án sai. Anh ơi, anh thấy chưa? Ý chưa? Anh thấy chưa? Anh thường thường là cái gì mà anh nói có là không, mà nó không là có đó. Bởi vì anh nói nó xanh đi thì nó đỏ. À, còn Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, nếu anh đoán không lầm thì Hà Nội là diện tích nó nhỏ lắm em ơi. Để xem, mời đáp án của chương trình. Chào mọi người. Dạ thưa quý vị, theo số liệu thống kê ở năm 2008 thì Hà Nội diện tích là hơn 3.000 km², còn ở Thành phố Hồ Chí Minh là hơn 2.000 km², ở Cà Mau thì chỉ gần 300 km² mà thôi. Thấy chưa anh nói? Thấy chưa? Anh đã nói với em rồi. Hai người còn lại, mỗi người mang về cho đội của mình 5 triệu đồng, là 10 triệu. Yeah. Đây, chúng ta sẽ gặp những người bạn của chúng ta trong căn phòng trống nha, xin mời. Hello. Hello from the other side. I must have called a thousand times. Sẽ luôn là vòng tay ấm em. Vậy thì anh chúc cho tụi em đứng ở trong đó cho tới cuối chương. Trời ơi. Sao vậy anh? Hả? Lát nữa mình qua vòng 2 mình có cái quyền hồi sinh, mình được cứu một em trong đó. Okay, khó. Nó đau lòng lắm, thôi cho ba đứa nó đứng ở trong đó luôn. À, đi. Không có nữa. Tại vì bên đội mình mà càng đông quân mình càng có cơ hội giành chiến thắng. À. Tiền hơn anh, 50 triệu lận. Vậy hả? Dạ khó. Ai muốn ra giơ tay lên. Cả ba đứa, đứa muốn ra luôn anh ơi. Ra hết. Nhậm anh ơi, em cũng giỏi lắm, em cũng giỏi em lắm. Cũng giỏi lắm hả? Dạ, sự em đầu em muốn được theo khác được quay trở lại cùng với anh để tham gia chương trình đó. Anh Long ơi, hãy nhìn em, hãy nhớ đến Despacito anh nè. Oh, Despacito. Bạn ấy đang gợi cho anh cái sự mà thân thiết. Nhiều nữ không được đâu, nhiều nữ không được đâu. Cao hơn anh không được đâu, chọn em đi, em lùn hơn nàng. Bây giờ anh cứ suy nghĩ đi. Anh vô anh suy nghĩ. Dạ. Nếu như anh có chọn người nào thì hai người kia cũng đừng buồn anh. Rồi. Cảm ơn, xin lỗi. Tạm biệt em. Mời hai anh em về chỗ. Và bây giờ xin mời Phi Chớp đứng kế bên nhà mình, anh cảm giác ấm áp nè. Dạ. Chứ nãy nhà bên kia điều hiu anh lạnh quá. Mời đáp án của chương trình. Sông Lan, Mắt Biếc, Hai Phượng. Trời ơi dễ quá, phim. Đây là tên những bộ phim đúng không? Rồi mời các em quay lại. Bộ phim đoạt giải Bông Sen Vàng tại Liên Hoan Phim Việt Nam lần thứ 21 2019. Bắt đầu. Dễ quá. Trời ơi anh dễ quá luôn. Hai Phượng. Bây giờ mình chia ra hả? Bây giờ Hai Phượng, Mắt Biếc là Hai Phượng á. Hai Phượng. Để không biết mình chia đều ra. Ủa đứng gì chứ, đội hình y chang như cũ hả? Em trai. Dạ. Sao một mình cô đơn nó vậy? Dạ dòng này thì chỉ có một cái thôi anh. Anh có cảm giác em đang bị cô lập á. Mọi người cứ, em vừa tính qua cái đậy xô đẩy em cảm giác cái đó đó. Đâu có ai xô đẩy gì đâu. Em tự nguyện. Em tự nguyện đi vô đây. Chứ mà giành giật chị với em hết trơn trời. Mà ba bộ phim này em xem hết chưa? Em chưa có xem bộ nào luôn anh. Dạ bởi em nói em tiếc em có xem nên là em không biết được đáp án nào đúng hết rồi. Còn ba em gái? Là em coi bộ phim là Hai Phượng. Còn Thủy sao em? Phim này cũng ngon. Thanh Vân em có coi sơ qua. Coi Mắt Biếc với Biếc. Có Biếc, Hai Phượng với Sông Lan. Tụi em đã sai rồi, sai rồi. Nếu anh là anh chọn Mắt Biếc em sẽ công bố đáp án Mắt Biếc luôn nha. Cái đáp án mà anh Long nếu như mà câu này rơi vào đồ anh sẽ chọn đó quý vị. Đáp án Mắt Biếc, xin mời. Bây giờ anh đội bên đó, anh muốn nói gì chẳng nói được. Coi đi. Em quá dở rồi. Dễ thương anh ơi. Nè. Đó. Dạ sao? Em muốn
Em làm như là con vật vậy, em nuôi gì nuôi. Cái này nó sai sai sao? Sai lắm luôn đó anh Long. Sai sai sao? Dạ. Máy móc mà nó còn nhiều khi lộn mà ánh sáng nhiều khi lộn. Lật quá chứ lật. Dạ rồi, bây giờ chúng ta sẽ công bố hai đáp án còn lại, Sông Lan và Hai Phượng. Đây cũng là hai bộ phim từ nhà sản xuất Ngô Thanh Vân. Chính xác đó là Sông Lan. Thấy không? Thấy đúng rồi. Anh nói đúng rồi. Anh nói Sông Lan. Hai Phượng thì đoạt giải Bông Sen Bạc, còn phim Sông Lan là đoạt giải Bông Sen Vàng. Một bộ phim nói về nghệ thuật cải lương đó anh. Đúng rồi. Dạ. Mỗi người 5 triệu là 15 triệu đồng cho đội của chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ kết nối với căn phòng trống. Chào. Chào. Phải nói là khi mà vào cái phòng này rồi nó nhỏ và nó chật chội, nó tồi túng lắm. Nó tồi túng em chứ, nó tồi túng là cái gì? Tồi túng em. Tồi túng là gì em? Em ơi, hoặc là tồi tàn. Tù túng chứ. Tù túng ngợp á anh. Với lại vừa gã xuống một cái rầm một cái em nói trời ơi em không còn nhớ gì nữa luôn anh ơi. Sao hai đứa em bây giờ ai muốn được hồi sinh nè? Ai cũng muốn anh. Ai cũng muốn á anh ơi. Ba người phụ nữ xinh đẹp ở ngoài đó thì cảm thấy là muốn chọn ai nè? Dạ em muốn sửa đổi cái vụ con heo là sao? Em muốn được sửa chữa lỗi lầm của mình. Em muốn sống lại. Nói thật lòng mình đúng không? Mời các em về chỗ tạm biệt. Thưa tất cả quý vị, qua vòng thi đầu tiên thì số tiền thưởng mà các bạn hiện đang có như sau. Tia chớp, các bạn hiện đang có số tiền thưởng là 27 triệu đồng. Đội trưởng vẫn còn đây, được cộng thêm 10 triệu nữa là 37 triệu đồng. Yeah, chuồn chuồn. Số tiền nó cũng nhỏ bé, nó khiêm tốn lắm anh. 18 triệu. Nhưng mà anh vẫn còn lại ở đây, cộng thêm 10 nữa là 28 triệu. Các bạn có mang được số tiền này về hay không, nó tùy thuộc vào cái vòng 2. Hãy dành cho ít phút để nghỉ giải lao trước khi tiếp tục cùng với chương trình nha.